Từ đó nói chung tôi cũng khó chịu tôi mới nói. Nhưng mà vậy nè, tại vì tôi nghĩ á, chắc cũng không tới nổi đâu. Cổ tại vì chắc cổ khó chịu, khó ở chuyện gì trong người á, cho nên cổ mới ăn nói nó khó nghe chút xíu vậy. Không biết sao ha. Gì đó. Thôi chị về rồi, nói lúc khác nói chuyện ha. Rồi rồi rồi. Tại sao vậy? Tại sao giờ này không lo làm việc mà ngồi tám chuyện điện thoại vậy? Trời 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 trời. Tôi nói chuyện riết ở ngoài nhìn không biết tưởng cô chủ tôi luôn á. Ủa? Trước sao gì tôi cũng làm chủ anh thôi. Gì làm chủ tôi? Ủa cô tính lấy ông chủ à? Nhưng tôi sẽ lấy con ông chủ. Trời trời, nay gian dữ trời. Con chủ ăn học đâu trên thành phố, người ta thông minh lắm, người ta giỏi lắm, người ta biết nhìn người chứ. Lựa người đó có nết na đàng hoàng chứ ai lựa bậy bạ. Bậy bạ là sao? Ý anh nói gì? Ủa tôi nói gì đâu, tại vì cô thấy cô mở miệng là cô cứ lớn tiếng với tôi vậy. Ủa? Mình là làm công chung với nhau, có nghĩa là cô với tôi là ngang hàng thôi. Ngang hàng? Bây giờ mới ngang hàng thôi chứ vài bữa nữa là anh đây nè, tôi ở trên đây nè. Lên luôn phải không? Tính đợt này là lên cao luôn phải không? Anh đừng có chọc tức tôi nha chưa? Mới mốt mà tôi lại làm chủ là tôi đuổi anh liền đó nha chưa? Ôi nào tới đó thì tính đuổi tôi đi nhà khác tôi làm có gì đâu sợ. Đi làm việc đi, đi ra là tưới cây đi. Gì tưới cây kiển hả? Ủa tưới cây kiển là việc của cô đâu phải việc tôi đâu trời. Nhưng mà bây giờ là tôi bận rồi, tôi bận nấu ăn rồi, anh phải đi tưới cây cho tôi. Tôi mà nấu ăn xong mà anh chưa tưới cây xong mà muốn tôi làm chủ đuổi anh. Trời đất ơi. Thù không sợ gì luôn trời. Trên đời có người lạ vậy ta. Thay vì mình làm công á thì mình phải cố gắng, mình nhẹ nhàng, mình hiền khô dễ thương á, chủ cả người ta thương, mốt thương tình ta lên lương cho mình. Có đâu mình làm công chung nhau, mình lớn tiếng nhau vậy. Rồi lỡ có chuyện gì coi mốt còn có ai binh cô không cho biết. Thôi hên cho cô là tôi hiền á, tôi rảnh á, đi tưới cây giùm cho. Làm cái gì mà coi không có được cái gì hết trơn vậy ta? Là mình dùng sức vô, ăn một ngày bao nhiêu chén cơm mà ghét kìa. Mỗi lần mà lấy lên có 2-3 cọng lục bình, lấy một lần nhiều vô. Tại sao vậy? Sao gì, tại tôi rảnh được không? Giờ tới chiều tôi rảnh dữ lắm, tôi xong việc của tôi rồi, cho nên tôi làm từ từ, mắc gì đâu gấp. Biết bao nhiêu việc đang chờ ở trong nhà kìa. Bỏ cái cây cào đó đi, nhảy xuống dưới đây nè, rồi hốt lên, giục lên cho nó nhanh. Hay quá à, nhảy xuống cô ngon, cô nhảy đi. Trời ơi, tôi đang làm cái công việc này là công việc của cô đó, tôi đang làm phụ cho cô đó. Tôi thấy cô mới làm gì, tự nhiên cái đứng đây, rồi cái đứng canh tôi làm, rồi nói tới nói luôn vậy. Trời ơi, mình cũng là làm công với nhau thôi, cho nên là tôi không có muốn có nói nặng nói nhẹ cô. Trời ơi, mình ở cái vị trí nào á, mình phải ý thức được. Mình đừng có bị đu đeo, mình cứ suy nghĩ là lớn lao vậy ha. Mình từng nào mình lên làm chủ đi thì lúc đó hãy tính. Mình gặp con chủ đi, người ta thương mình thiệt đã, lúc đó là tính. Chưa có gặp người ta mà tính toán như đúng rồi vậy. Mốt ha, tôi nói nha, cô thấy cây dừa không? Sao? Trèo cao là té đau. Nè, chăm biến tôi đi ha. Mới mốt tôi lên làm chủ, việc đầu tiên là tôi đuổi anh đó. Ôi xa, có sợ gì đâu. Mình có nghề mà, tôi siêng dữ lắm. Đuổi tôi qua nhà khác làm người ta cũng nhận à. Nè, tôi nghe nói là ông chủ là tuyển người mới đó, anh có chừng anh đó. Tôi lớn rồi, mắc gì coi chừng tôi đâu. Tôi lớn tuổi hơn cô đó, coi chừng tôi chi, để tôi tự tôi làm. Tức không không? Tức không không? Tức quá. Ừ, nhảy xuống đây nè. Đó, nhảy qua đây tôi chụp nè. À, đi vô đi, tôi không cần anh làm nữa. Thì thôi, đuổi thì tôi vô. Bây giờ ghét tôi thì tôi đi khuất mắt cô nha. Rồi, tôi xin phép. Ở đây tự làm mình đi nha. Tôi đi vô à. Làm cái gì đi vô mà, cầm cái lục bình vô làm chi? À, sách này vô trong bừa trong nhà cho cô dọn chơi. Trời đất ơi, anh ngang ngược. Được rồi, để coi. Tôi mà lên làm chủ một cái à, việc đầu tiên là tôi tóc cổ anh ra khỏi nhà cho anh biết. Lúc đó đừng có năn nỉ tôi. Chết rồi, đuổi ông vô, không lẽ mình làm thiệt ta. Đâu à? Đâu mà vô vừa người ta mà đi bang bang vậy? Dưới nhà.
Vô nhà. À, khỏi vô nhà, đứng đây được rồi. Vô xin việc hả? Tôi xin việc hả? Nhiêu tuổi? Tên gì? 25 tuổi. Hai mập. Hai mập? Sao kêu tên ta giọng kỳ thị vậy? Tôi thích vậy được không? Được rồi, vô đây xin việc làm đúng không? Để làm thử coi vài ngày, nếu mà được thì tôi nhận. Nhưng mà phải nghe lời tôi đó nha. Ủa, tại sao tôi phải nghe lời cô? Tại vì tôi sắp trở thành bà chủ ở đây. Bà chủ ở đây? Cái gì? Sắp làm bà chủ hả? Tôi lấy con trai ông chủ. Con trai ông chủ? Trời đất ơi, vậy đó hả? Không biết luôn á. Sao biết được, mới đây vô đây làm sao biết được? Đúng rồi. Ủa mà biết mặt con trai ông chủ chưa? Chưa. Nhưng mà hả, nghe nói là tháng sau cậu chủ về, cậu chủ mà nhìn thấy tôi một cái là say mê liền. Trời ơi, tự tin như vậy thấy cái say mê liền đúng không ạ? Say mê liền. Chứ tôi nghĩ là thấy cái là muốn đuổi luôn á thiệt. Muốn vô đây làm gì không? Không thì tất nhiên phải muốn rồi. Ủa tôi nhớ nhà này còn có tấm lùn nữa mà, không thấy vậy? Ủa sao biết tấm lùn vậy? Tôi tấm lùn bạn. À, hèn gì, bạn bè bởi vì thấy ghét giống như nhau nè. Làm được việc tôi đuổi luôn hai người. Ủa sao ai cũng muốn đuổi vậy trời? Tại vì tôi làm chủ mà. Trời đất ơi, làm chủ kiểu như cô chắc không ai dám làm cho cô đâu. Vậy có làm không? Thì giờ cho tôi gặp tấm lùn rồi, tấm lùn đâu rồi? Thôi đi, gặp tôi là được rồi. Nè, tôi rảnh tay cái tôi ra đây, tôi tám tiếp với cô. Tấm lùn. Trời ơi, anh hai mặt. Tiền ơi. Nhớ lắm đà. Trời ơi là trời. Hay không? Bừng, hả? Vô đây xin việc làm chứ không phải vô đây gặp bạn bè rồi hàn huyên tâm sự nha. Kể cổ đi. Khỏe không? Dạ em khỏe. Trời anh hai khỏe không? Trời ơi tất nhiên khỏe nè, bụng vẫn bự nè. Chèn ơi nha. Nói nghe nè. Kể đi kể. Không có coi là nói tôi đã gì hết trơn hả? Tôi mà làm chủ tôi đuổi xanh người nghe chưa? Dạ, lâu lắm rồi tụi mình mới gặp nhau đúng không? Lâu lắm, tính ra cũng 2 năm á chàng ơi. Ôi ơi là trời, 2 năm trời. Ê, 2 năm 10 ngày đó. Trời ơi, anh nhớ tới từng ngày luôn hả? Nhớ từng ngày với bạn tôi. Đuổi nhiên, đuổi nhiên. Giờ này khỏe không nè? Em khỏe dữ lắm. Đừng khỏe lắm. Sao hôm nay hôm về không nói em mặc đồ đẹp rồi nè. Xíu nữa tính khởi cái này ra cái đi đón anh á. Vậy đó hả? Cái gì vậy? Tôi trầu hai chiếc dép bây giờ. Chỗ người lớn người ta đang nói chuyện. Mình xía xía cái mỏ vô vậy là coi như là không có tốt nha. Gặp người dễ tính thôi, người khó tính người ta đuổi cô luôn á. Đây là dễ tính không nè? Tôi ở đây tôi là lớn nhất, tôi là chủ, tôi là lớn nhất đây nè. Trời ơi, ghê quá, làm chủ kìa. Chủ là tính lấy con chủ á phải không? Đúng rồi. Mà thấy mặt con chủ chưa? Chưa, thì tháng sau về thấy là cái là mê tôi liền, lấy tôi liền. Mê liền. Thấy là mê liền. Mê liền. Trời ơi, cô gái đứng bên vắng góc dừa giới thiệu với cô. Đây, anh hai là con chủ. Con chủ mà anh dám nói chuyện ngang hàng vậy? Thái độ mà, cái thái độ này muốn đuổi liền luôn có thiệt á. Anh hai thấy chán ghê. Tụi tôi thân với nhau rất lâu nên tụi tôi có kêu nhau bằng bạn bè đó là chuyện bình thường. Cái khoảng cách tụi tôi không phải là chủ tớ nữa mà là anh em bạn bè với nhau. Hiểu chưa? Con chủ. Con chủ. Không tin phải không? Để tôi gọi cho tía tôi. Tôi nói tía tôi á, có bà người làm không tin tôi là con của tía. Để con tía gầy tôi nữa. Khoan, đừng gọi. Ồ, con chủ đi không? Chứ ai trồng khoai đất này nữa. Cậu chủ, cậu mệt không? Em đi lấy nước cho cậu uống nha. Ủa, hồi nãy thấy hung bạo lắm mà, hồi nãy thấy kể cả lắm mà. Sao giờ tiên khép nép vậy? Em giỡn với cậu thôi, chứ từ đó giờ em hiền lắm ha anh Tám ha. Nè, tôi nói cho cô biết. Tôi với tía tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng tía tôi bận công chuyện nên không có về nói lại với cô được. Ngày hôm nay tôi về tôi chứng kiến cảnh này, tôi dám đuổi cô đó, đừng có giỡn. Tại vì anh Tám anh hiền, anh coi cô như là em út trong nhà. Nên hả cô làm gì á, anh cũng họ bỏ qua cho qua. Cô đừng có đuổi con tôi kìa, con anh Tám ơi anh Tám. Hiền ơi, phải chi sớm giờ mà nói chuyện vậy tôi thiệt. Không chừng có ngày làm bà chủ thiệt chứ không giỡn chơi. Nói chứ đừng giận, cổ thấy vậy chứ có nghĩa là ăn nói hay đôi lúc thích thể hiện vậy thôi chứ cái tâm cổ cũng tốt à chứ không có gì đâu. Dạ em xin lỗi anh Tám, tại vì thời gian qua thấy anh hiền á, không mà em giỡn thôi chứ không phải là em cố tình gì đâu. Em xin lỗi anh, mốt em không có dám nói chuyện với anh vậy nữa. Thôi anh biết rồi, anh cũng không có giận em chi đâu. Anh mà anh dặn nha, mai mốt á mình đừng có tính vậy, mình cứ sống
thật thà, mình hiền hậu á là người ta ai cũng thương mình hết. Đúng. Đừng có cái tính mà coi thường người khác. Đúng. Không có tốt chút nào cho em đâu. Tôi nói cô nghe nè, mai mốt đừng nhìn người như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Thôi, vô trong uống nước. 2 năm 10 ngày rồi đó. Dạ. Lâu lắm để... rồi đó, tôi nhớ chú lắm rồi đó. Thôi giờ vậy, để em sẵn lỡ tay rồi, em phụ cổ làm xong hết cái mớ lục bình này đi, rồi cái em vô em ngồi nói chuyện với anh hai chơi nha. Dạ thôi khỏi. Anh Tám với lại cậu chủ vô đi. Mình em làm được hết, em làm được hết luôn á. Được không? Được không ta? Dạ thiệt, làm được hết. Rồi vậy thôi ráng làm nha, từng việc của mình đó. Dạ. Em nôn nào quá. Cái gì vậy? Biết hôm nay em hẹn anh ở đây làm gì không? Làm gì nè? Trời ơi, thì người ta nói là mình bàn cái vụ mà đám cưới hai đứa mình đó.